đang về vườn chị Ngọc anh em nhá. Phía trước anh Thiện này, phía sau lưng anh em là chị Ngọc. Đấy, anh em thấy không? Cuối tiết rồi mọi thứ. Đó. Rất là đẹp. Rồi những cây sầu riêng này các bạn nhìn này. Các lớp lá bắt đầu nó lên này. Nó chủ sao cây vậy nhỉ? Lá liếc rất là đanh anh em nhá. Nhìn như này thôi nhưng mà cắn vào đây là cũng mệt phết ấy. Anh em sâu là phải đi nha khoa ấy. Đúng không anh? Nhưng mà anh thấy dày không? Những cây như này tầm tuổi này thì nó sẽ tự phân cành phân tán anh em nhá. Thì cũng không cần phải can thiệp quá nhiều. Chỉ có một số cành ví dụ như là phá tán trong thân chẳng hạn thì chúng ta sẽ có thể cắt tỉa đi. Đây, cắt tỉa bớt đi một vài cành phá tán trong thân thì người sẽ thấy là rất là thoáng cái cây. Phá tán trong thân là như nào? Có nghĩa là nó sẽ đâm từ cành này qua cành kia ấy, nó cản trở ánh sáng của nhau ấy, anh em. Nên là chúng ta sẽ tỉa đi. Không cần quá nhiều dai cành đâu. Tỉa bớt đi cho nó thoáng. Như thằng này đến 3 thân luôn. 4 thân luôn, 1, 2, 3, 4 thân chính. Thằng này nó ra bao nhiêu là cành măng, măng quả luôn này. Thằng này năm sau là bắt đầu để bói được rồi. Năm sau là có quả bói. Nếu mà tốc độ chăm sóc như này này, đây đây. Anh chị nhìn này. Nếu mà tốc độ mà nó cứ mùa mưa mà nó cứ nảy ra nở ra to như này này. Ở đây anh thấy thân nó phải lớn hơn phải 2-3 phân rồi không? Đúng rồi. Tổng cái chiều giãn đây này. Đây, tổng cái giãn mạch của thân này, như cái gốc này nó phải 1 phân rồi này. Phân rưỡi rồi này. Thì thằng này nếu mà cứ chăm sóc đất theo kiểu như này thì thân này sang năm sau nó phải to phải gần gấp đôi luôn. Thì tay của nó có thể bắt đầu cho mang bói được rồi. Thực ra bản chất là nó cũng khô mà các bạn không bấm thì nó cũng tự khô mà. Vì nó không đủ ánh sáng nên nó sẽ tự khô, nó cũng rụng. Nhưng mà trong quá trình mình đi như này thì có kéo trong tay thì mình có thể cắt tỉa trước đi. Để nó nhiều ánh sáng hơn, nó dồn nó nuôi cây này. Thì cây này đảm bảo anh em một năm sau nó phải to gấp đôi như này. Nếu chị cứ tiếp tục tấp phủ rồi làm theo như đúng hướng dẫn. Nó to lắm. Còn này khi bộ rễ nó khỏe nó đi nhanh lắm chị. Đây, thấy không? Thấy những cái vết nứt kinh khủng không? Cái cổ này trước là nó bị thắt anh này. Bây giờ nó nở ra này. Đó, trước là tay này nó đang bị thắt nhỏ anh này. Bây giờ rễ khỏe nó ra nó nứt những cái đường này. À. Chị Ngọc. Thấy chưa? Đó, cái mà hôm trước em chiếu ở trên video bây giờ là nó lên trên vườn chị này này. À. Anh em thấy không? Nó phục hồi kinh không? Cái dàn này trước là bị khô héo này, vàng rồi này. Đấy, anh em thấy không? Chuối này. Đấy, những cái rễ chuối thì mọi người phải thấy là rễ nó to như này này. Đối với đất pha cát của chị đây gọi là đất cát trắng luôn rồi. Đó, thì đây đất thịt rất là ít, chủ yếu là cát. Thì những cái đường rễ của chuối như này nó sẽ tạo ra những cái đường tĩnh mạch rất là lớn trong đất. Thứ hai nữa toàn bộ cái này anh em này, biết không, cực tiện luôn. Đây đây anh em đấy. Đi đâu xa đó lại bổ sung thêm kali cho đất hả? Rồi những cái bẹ chuối này mình có thể tỉa dần. Cứ tỉa dần ra, nếu nó cản trở ánh sáng thì mình cứ tỉa thưa những cái cành này ra nhá. Đó, lúc nào có quả cái kia đây này, vuông này có quả rồi này. Đấy, đi chuẩn bị lại có dịch chuối. Có dịch chuối. Có chuối ăn. Và có chuối ăn nữa đúng không? Đấy, thì chị đang cho trồng xen canh thêm ngô nữa này. Để cho nó phá vỡ các cái kết cấu đất mặt nhá. Quá đẹp. Mười điểm. Đây còn côn trùng cắn đây. Đây đây anh em một đợt mấy anh câu cấu ở trong phân chuồng các anh lên
làm nhiệm vụ dưới đất xong là các anh lên các anh ăn đây. Đây, anh em nhìn cái cây này, nó hồi không kinh thì thôi hả? Anh em thấy ra nứt không? Cả một cái vành này nó nứt phải tầm 2 phân rồi. Cành này nó to ra khoảng tầm 2 phân anh em. Đấy, thân này. Nở này. Kinh không? Đấy, tất cả các cành mạch nó giãn ra hết, nó bong hết cái lớp cũ chị này. Quá kinh khủng. Ôi, bây giờ mỗi góc bón thêm mỗi góc này cho thêm khoảng tầm 1 tạ. Không hạt, không bất cứ một hạt NPK vô cơ nào đúng không? Chị dùng hết toàn bộ của Tuấn Anh đấy. NPK là dùng nhân sâm không á? Anh em thấy cây đi được không? Đây là trước nó có xì mủ đấy anh em. Đến đây nó bây giờ nó cũng đang liền ra vanh vanh lại đây anh em. Đây. Đây này. Đấy, toàn bộ phần này nó đang liền thịt lại hết rồi, nó đang mo lại, ra tay ra cành của nó đang nở ra rất là kinh không anh em. À, và lá gần gần lá anh em. Quá xuất sắc. Nhưng mà ở đây nha, chị có một cái rất là tuyệt vời. Một là anh em thấy cây trồng sen canh như ở đây là chị đang cho sen canh thêm làng này, cây hậu đậu này. Thứ hai nữa là tất cả cái tàn dư thực vật được tấp phủ một cách rất là nghiêm túc. Đấy là cứ hết cái là phủ, cứ hết cái là phủ. Thứ ba nữa là phân châu bò luôn được chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị bón tiếp theo khi nó mục hết rồi bắt đầu bón lên rồi lại tấp phủ lại tiếp. Cái thứ tư nữa là khi mà chị hiểu về cái vấn đề thoát nước cục bộ và thoát nước của vườn thì chị đã rất là tức tốc đầu tư tài nguyên và tiền của để làm các cái đường thoát nước chia giữa hai cái bờ như này để nó có thể thoát nước ra ngoài cái bờ sông một cách nó nhanh nhất. Đấy thì chị làm rất là quyết liệt khi mà được hướng dẫn và chuyển giao anh em nhé. Rồi kể cả cái cây này anh em này, anh em nhìn cây này là phải khô héo chết rồi, nói chung lượt đi lượt lại bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà lần này với tiếp tục cái nỗ lực của chị chắc chắn cây này nó cũng sẽ hồi. Cây kia ông cũng đang hồi rồi. Nói chung là quá đẹp. Đây, cây những cành lá nó đi kìa. Anh em à Minh quay lại tiếp cái quả hồ nước này, này cái bạch xanh này. Cái cây hôm trước Tuấn Anh quay ở đây à? Dạ. Đây này cái cây có bạch xanh cái hồ nước đây chị. Cái cây kinh khủng không?